Vâng, em Quốc Hồng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì như video vừa rồi thì bên em lên cho tất cả bác là những cái sản phẩm mà bên em vừa đấu mạo về là những dòng bao đáy và âm ly, hàng cực kỳ là không chắc của Nhật. Thì hôm nay bên em cũng đã vừa xin xong được một số ít sản phẩm thì em sẽ giới thiệu cho tất cả bác về những dòng sản phẩm này nha bác nha. Thì trong video trước thì em có về được là hai con bao xăng xui mã là B2201 nha bác nhé. Dòng này là một dòng cực kỳ là khủng của dòng bao xăng xui rề bao nha bác nhé, rề bao. Về thì hàng nó về là những con bao này thôi, rề thì không có nha. Em về được hai con, một con đây và một con em đang hiện tại em đang test nhặt. Rồi ok bác, đầu tiên thì em sẽ đo về kích thước của con máy này để cho tất cả bác tham khảo. Về kích thước của máy thì máy nó sẽ có kích thước chiều sâu là 47, chiều sâu là 47 nha bác nha, chiều ngang là 48 rồi, chiều cao của nó là 20 nha, chiều cao nó lên tới 20 nha bác nha. Một cái chiều cao cực kỳ là ấn tượng, size gọi là size cực kỳ là dày nha bác, size rất là dày. Con này thì nó nặng khối với nối rồi, nặng 35kg nha bác, nặng 35kg. Con này thì em về còn có cả catalog. Đấy, về hai con nhưng một con chỉ có một con có catalog thôi. Đó, con này có catalog nha bác nha. Hàng thì bao đẹp, bao chắc, bao riêng xịn cho cả bác luôn. Dòng sơn xui Power Amply B2201 nha bác nha. Thì dòng này thì volume ở ngoài đằng sau và phía trước nó thì là một cái mặt nó được thiết kế là một phần nó sẽ hiển thị đèn tín hiệu là đèn cột nha bác nha, đèn cột, đèn tín hiệu. Đó, giống như đây, khi bật lên thì các bác sẽ thấy được là nó như thế này. Đó, khi chúng ta mới nạp to thì cái hai cục đèn tín hiệu nó nháy rất là đẹp luôn bác, cực kỳ là đẹp, nhìn sẽ rất là gấu luôn, nhìn cực kỳ là hầm hố nha bác nha. Ở đây là công tắc nguồn nha bác, công tắc nguồn thì logo xăng xui này, đây là phần đèn tín hiệu thôi. Ở đây là phần tín hiệu nhạc đèn nháy. Đấy, và Big Hot là nó sẽ đứng ở một cái nắp, một cái nắp nhất định nha bác nha. Đấy. Rồi thì về phần mặt trước thì hàng là đẹp kẹt, không một vết xước nha bác nha, không một vết xước nào luôn. Đó, rất là đẹp, góc cạnh nha bác, gọi là keng luôn. Đấy, cực kỳ đẹp, không một cái xước. Hồi gỗ thì các bác nhìn, hồi gỗ quá đẹp luôn bác, hồi gỗ cực kỳ là đẹp nha. Đấy, từ góc cạnh nha, từ góc cạnh này các bác nhìn này. Đấy, quăng gỗ này các bác nhìn, quá đẹp luôn, xúc xắc, xúc xắc nha. Bên này cũng thế nha bác nha. Đấy, đẹp xúc xắc luôn. Rồi, đó là phía trước và xung quanh, ngồi đằng sau này bác. Ngồi đằng sau đây. Đằng sau thì nó sẽ có một hạt chạm lo. Đấy, chạm lo này bác nha. Con này thì cho kháng từ 4 đến 16 ohm. Đấy, 4 đến 16 ohm nha. Ở sau thì nó sẽ có hai volume chức áp này. Đấy, volume chức áp này nha bác nha. Đấy, ngồi đằng sau. Đấy, đường tín hiệu vào. Đấy, đường tín hiệu vào là đường hoa sen luôn, hoa sen luôn các bác. Ra thì các bác sẽ thấy tem nó này, 2201 này, B2201 này, con này là số series là 0166. Công suất tiêu thụ là 460W nha bác nha, điện là 100V. Hàng này hàng Nhật. Đấy, điện 100V nha. Đấy, có cả catalog do nguồn sinh nha bác. Có cả catalog đây. Đấy, catalog này các bác thấy này. Catalog thì nó sẽ thể hiện công suất ra nha bác nha, công suất này. Con này thì có ở 8 ohm thì nó sẽ có công suất là 200W trên một kênh nha. 4 ohm là 330W. Đấy. Rồi. Điện là 100V này.
công suất tua điện là 460W này, và cân nặng là 35kg này. Đấy, 35kg. Còn kích thước này, kích thước bát là chiều sâu nó là 474 này, chiều cao là 215 này. Đấy. À, chiều sâu là 50 nha bác, chiều sâu 50, à, chiều rộng là 474. Catalog nguyên bản nói cho bác nha. Đấy, tất cả hướng dẫn sử dụng máy. Rồi giờ thì em sẽ tháo nắp ra để cho các bác xem được cái nội thất phía bên trong. Thì cái nắp này nó sẽ chia làm 3 phần, một ở giữa và hai cái nắp hai bên. Thì chúng ta rút rồi chúng ta sẽ rút cái giữa ra trước nha. Đấy, giữa ra trước nha. Đó. Nắp rất là dày luôn nha bác nha. Rất là dày và còn nguyên bản rất đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp. Ở đây quả nha bác. Sẽ làm 3 phần như thế này nha. Rất là chất lượng luôn, riêng nguyên bản nha. Đây các bác, đây là tổng thể của con bao sân xui B202201 về cái sò. Thì nó sẽ nằm ở phần dưới này các bác nha, phần dưới này thì mỗi vế nó của nó sẽ chạy 8 con sò Sanken 2 bit. 8 con sò Sanken 2 bit nha. Ở phía dưới mặt dưới thì nó sẽ có một những cái bo mạch linh kiện nữa. Thì hiện tại thì cái con này rất là nặng nên là em khó mà tháo ở phía dưới ra. Đây là các bác nào mà cần hình ảnh ở phía dưới thì các bác liên hệ trực tiếp Zalo cho em thì em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bác. Còn quay thì em quay ở trên này thôi cho bác nha. Đây con này rất là nặng luôn, nặng 35kg. Đó. Một mình vừa quay vừa mở tháo ốc thì vừa lật lên thì nó rất là khó. Thì em sẽ có video sau, hoặc là các bác cần thì em sẽ gửi hình ảnh cho các bác. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái tăng phô nó nha, tăng phô nha bác. Đấy, cực kỳ là to nha, tăng phô là quay gọi là quá đỉnh luôn. Đó là hình vuông nha bác, hình vuông. Đấy, phi là tăng phô, nó bật bọc hết phía trong này nha bác nha, tăng phô. Còn tàu của nó thì mỗi vế của nó sẽ chạy là 2 quả tàu lớn và 2 quả tàu nhỏ. Đấy. Tàu lớn nó là chỉ số là 20.000 bi nha bác nha, 20.000 bi. Tổng cộng nó là 24 quả tàu cực kỳ to, cao, to và cao nha bác nha. Và 2 tàu nhỏ, 4 tàu nhỏ hai bên nữa. Đấy, tổng quan này, tổng quan bác nhìn là cái độ gấu và độ không khiếp của con bao này nha. Đấy, linh kiện nó thì các bác nhìn quá chắc luôn, linh kiện cực kỳ là chắc nha. Và ở phía trong thì các bác thấy là nó sẽ sexy, nó là sexy đồng. Đấy, mà đồng chống nhiễu cực kỳ là tốt nha bác nha. Đấy, mà đồng chống nhiễu nha bác nha. Đấy, các bác nhìn đó, mà đồng chống nhiễu hết nha bác. Những con tụ thì phải gọi là quá đỉnh luôn. Tụ này 20.000 bi này bác nha, 20.000 bi. Đấy, quá lớn nha bác. Rồi, tăng phô này, các bác nhìn quá tăng phô cực chắc. Dòng này thì rất là hiếm trên thị trường nha. Đấy. Cực kỳ là hiếm nha bác, và rất to, nặng khủng. Rồi, ok bác nha. Rồi, khi chúng ta mở nhạc thì nó sẽ lên như thế này nha. Đó, đây là khi mở nhạc này, em sẽ mở to lên cho các bác nghe. Khi mở to thì đèn tình yêu nó nháy nháy lên như thế này nha bác nha. Đó. Rất là đẹp luôn nha, cực kỳ là phê. Rồi ok, đó là về cái con bao sân xui 202201. Đó. Thì bên em chỉ có hai con thôi nha bác nha, hai con, và dòng này là cực kỳ là hiếm. Một con thì có catalog, giá thì là 22 triệu nha bác nha, giá là 22 triệu. Giá thị trường những con này thì cực kỳ là cao. Đời này thì nó sẽ có đời 2201L nữa nha bác nha,
đời L là đời limited, đời lớn hơn. Nói chung là cái phiên bản giới hạn nó nâng cấp hơn con này, hơn cái con này một tí. Giá con nó thì phải gọi là quá cao rồi. Giá thị trường hiện tại có nhiều, có shop đang bán là 30 mấy triệu. Đấy, 30 mấy triệu. Thì con này là 2001 trơn. Thì em sẽ để cho cả giá cực kỳ tốt, nhập tốt, bán giá tốt cho cả bác 22 triệu nha bác nha. 22 triệu. Đó. Giá bên em đã bao cước và sẽ tặng kèm cho bác là một bộ dây AV để các bác về kết nối nha. Đây, hai hồi gỗ cực kỳ là dày dặn và rất là đẹp luôn nha bác nha. Rồi, đó là sản phẩm đầu tiên B2201. Thì các bác nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh, và các bác yêu thích kênh thì các bác hãy ủng hộ của Hùng bằng một nút like, một nút chia sẻ kênh, chia sẻ video nha. Em xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau.